Rồi xin chào anh em nha. Giờ này mặt trời cũng đã lên cao rồi anh em ơi. Bữa nay sương mù nhiều quá. Không biết bữa nay thế nào. À mình thấy đằng kia có dấu hiệu. Hình như là bữa nay nó dính hơi trễ anh em ơi. Mình thấy dấu hiệu đằng kia kìa. Có tin anh em ơi. Mà không biết con gì đây. Đó 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 anh em thấy không? Nó quằn quằn đó, nó gần trời rồi con này. Rồi con cò anh em ơi. Ý ý ý không phải đâu, không chắc không phải con cò đâu, con gì đây? À con nấm anh em ơi, con nấm anh em ơi, con nấm rồi. Đây 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 con nấm, đây con nấm anh em ơi. Nó trời ơi sao mà ốm thế. Con cũng núm. Đây nè em. Con này bé quá. Con này núm máy nè em ơi. Rồi để gửi nè em ơi. Tin anh em ơi. Chính xác luôn. Sáng chân rồi mới gặp. Con cũng núm rồi. Anh em thấy không? Đó chỗ đó đó. Đó quằn 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 đó. Bà lớn có chút nhí nhì mini, con cũng đúng mini quá nhỏ nhắn à. Rồi gửi anh em ơi. Đây anh em ơi, tại rồi giấc sáng nó bay như diều á, nó bay như ruồi á. Tôi rượt nó cái bằng là từ đằng bề trên này nè, tôi rượt nó tuốt hết trên đầu đè này nè, chạy xuống tới dưới đây, bắt đầu nó vướng vô chỗ cái luồng câu này. À rồi lộn với anh em ơi. Không ok, trên kia hai con nó chụp giận nữa kìa. Ờ rồi nó dính lộn vậy đó. Thế mà ham luôn. Rồi có con máy này như nó xuống dưới, nó dính nó dưới nữa không kìa. Nó bay xuống dưới hai con. Con này vướng lại, kìa bay vô đó con nữa kìa. Rồi rồi tờ cái sáng quá thấy cũng đúng rồi. Rồi, tạm nghe anh em để tôi đi xuống dưới coi nó có nữa tôi quay cho anh em coi. Rồi nó dính vô anh em ơi, lộn luôn nè. Lưỡi câu ngay chỗ này nó có lỗ chà quá lửa luôn. Lỡ bắt liền, đâu có kịp quay đâu, chạy không à. Rồi mặt trời lên quá cao luôn anh em ơi. Tôi đi đuổi một vòng luôn mà nó không có lên, nó không bay lên. Cái con này chút xíu rồi, trưa chút dính nè. Mặt trời lú lên là dính á. Hồi nãy tôi đi tôi bỏ cao ra nằm bên kia không có quay. Rồi lúc nó giật mình nó bay lên là tôi cũng không có kịp quay cho anh em luôn. Có con máy á, con máy nó quay, không biết anh em có bắt được hình ảnh đó không. Trời ơi nó bay vô nó dính nó lộn anh em ơi. Thấy ham à anh em ơi, cũng không tốt lạnh gì đâu. Đây nè, cái dấu này cũng nó mới bay qua nó xảy nữa nè, nó mới bay qua nó xảy đó. Rồi đầu mình đi tới nó giật mình nó bay trở lại dính nữa đó đó. Rồi lên dàn lưới trên này anh em ơi, gió sáng đứng trăng gió luôn. Dàn lưới của mình đây, làm lưới túi. Lưới dàn chim mà nó dính cá luôn anh em ơi. Dàn chim mà đi đây nó dính cá luôn. Thôi đợi.
Lưới này 6 phân mà dính cái rô cho ngộ hay vậy. Lên ngớp cắn cắn lưới cái gì mà. Anh em thấy cảnh bình minh rất là tuyệt vời hơn em. Đó, bình minh đồng quê mình đó. Sương lấp lánh luôn. Trời thì chói chang luôn. Sương lấp lánh đẹp quá anh em ơi. Tôi đang di chuyển camera chậm 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 cho anh em xem toàn cảnh luôn. Đó, anh em thấy cái bóng của cái cây mà cái chòm cây bà đằng trong kia mà đã ngã xuống tận ra ngoài này gần cái cây số không anh em. Đó, chứ bóng nó ngã xuống gì đó. Thì nó đang lên ở trong kia, nó khuất vào trong cái ngọn cây bà đằng đó. Nó ngã bóng xuống tới đây luôn. Đây lưới của mình đó anh em ơi. Đó lưới mình đó. Đây là cái đìa. Ở ngoài kia dính con cò. Ở ngoài kia dính cò hương kìa anh em. Ngay chỗ cái gốc cây thứ hai đó, ngay chỗ cái đài thứ hai đó. Anh em thấy trắng 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 cho cái đài thứ hai đó không? Đó. Đây qua đó khoảng chừng 60 thước anh em. Cò thứ hai đó. Cò chỗ cái cây đài thứ hai. Đó anh em ơi, giờ mình tới con cò nè. Con cò mà tuốt bởi mình nhìn qua mình thấy đó. Đây bắt đầu mình lại mình gỡ nó đi. Dữ lắm anh em ơi. Sáng ra gì không thấy gì hết trơn anh em ơi, nãy giờ đi không gặp gì hết trơn. Thì tiếp xuống dưới đây, xuống cái luồng dưới này coi. Hôm nay nắng quá nắng luôn rồi. Hải hùng nắng luôn. Rồi cái gì nè mọi người ơi, cái gì nè anh em ơi. Trời ơi, nguyên bầy cá luôn. Nguyên bầy cá luôn. Nó bị mắc cạn. Quá bầy cá này bị mắc cạn rồi. Này là lúa đưa vào đúng 30 ngày người ta xả nước người ta bỏ nè mọi người ơi. Bây giờ bầy cá này nó mắc kẹt ở đây thì tôi chỉ có cách là tôi thấy này chắc tôi phải cứu nó quá. Rồi anh em ơi đợi tôi một tí, anh em ơi không có độ chỗ quay gì hết trơn thì sao mà cứu nó đây. Thôi đi, để tôi ngưng chút xíu đi rồi tôi cứu nó. Giờ tôi con nào sống thì sống, còn con nào chết thì chết chứ biết sao giờ anh em ơi. Chứ nó mắc cạn kiểu này làm sao mà được. Nguyên bầy cá này là biết bao nhiêu sinh linh luôn rồi. Thôi để đây camera đây đi rồi mình xuống dưới mình cứu nó coi. Rồi mọi người ơi, tôi không có cái gì đem theo hết trơn. Cứu nó đây. Tôi lấy cái đập đi. Nó thấy cái đầu cá này rồi, cứu mày mới được. Không gặp thì thôi, gặp là phải giải cứu mới được. Xuống đây tôi bắt được con nào thở hôm nãy anh em ơi, con nào sống thì ra sống, con nào chết thì lát nữa xuống dưới kia tôi chỉ có cái bọc này thôi à. Thì cứ vậy đi, quá thế luôn rồi. Con những con mà nó còn sống thì nó nằm ở trên, con chết thì nó nằm ở dưới hết trơn anh em ơi. Kệ đi, tôi làm miết miết tay, nhanh nhanh tay nhanh nhanh chân
sống được con nào đỡ con nấy. Quá thấy cái bài cá gần 4 kg gì luôn. Làm nhanh tay nhanh chân cái con nào sống thì ra sống, con nào chết thì chết chứ biết sao giờ. Mình cứu được con nào thì đỡ con nấy đi. Quá rồi, anh em ơi, cái bài cá hết hồn luôn. Cá quá lớn à. Này hôm bữa nó mưa nè, nó lên nó đẻ. Đẻ rồi đâu nó ở cái này nó kẹt lại, người ta để nó khô tự nhiên, bị cái này lên tới trên gò lận. Đẻ cái này nè, rồi người ta bây giờ người ta không có cần bơm nước nữa, để người ta xả nước bỏ cho nó khô lận, cho cứng lúa gì đó. Sau đó mà giờ người ta không có vô nước nữa. Lúa đúng 1 tháng người ta không có vô nước. Thành ra nó còn mắc kẹt cái này lại nè anh em. Quá thế rồi. Kệ đi, tôi cứu được con nào hay con nấy đi. Dám chịu khó một chút xíu đi, nó nhỏ hơn. Giờ thấy con nào nhúc nhích thì lụm mà chứ không nói gì chứ. Hốt thí đại nó vô. Còn nhiêu thì biết nhiêu, giờ con nào hên xui thôi. Biết đâu điều tốt sẽ đến với máy bay về sao. Rồi tôi vi miết miết ngoài anh em ơi, tại chân cái dài chân đẩy rồi. Tôi bị miết miết ra ngoài kia, tôi thả nó mới được. Xem cận cảnh anh em ơi, những con nó còn sống nên rồi nó tấp vô bờ lên ngớp đó. Cách đây cũng khoảng 5-6 năm thì tôi cũng giải cứu một bầy cá ở trên cái vùng đất này, ngay chỗ này luôn nè. Đó, cá nó lội kìa. Lúc đó cái vùng này nó còn bưng đầm dữ lắm, bưng đìa dữ lắm, cái mùa hạn tới đó, người ta xả lúa, người ta xả nước, người ta cắt lúa đó. Nó sót lại, nó còn sót lại. Nó đi không kịp, nó sót lại. Đâu gần mấy khạp da bò vậy. Tôi mới lấy thùng tôi ra tôi xúc, tôi đi quãng đường tôi đổ rồi gần cả 600 cây số. Nó lộn, xin lỗi anh em, 600 thước trời ơi, 600 thước ông Vương. Quá tập trung vô đây rồi nó lộn với bè lạo lum ra nha. Quãng đường 600 thước tôi đi đổ nó. Vậy thôi cũng được 30% mà anh em ơi. 30% thôi chứ không có dứt đệ, không có sống hết nổi đâu. Không bao giờ sống hết nổi, vì quá tự nó đặt rồi mà nó nằm ở đó chắc cũng lâu lắm rồi. Đi qua lại đâu để ý đâu, có một ngày một mà nó đây nó khô rang vậy luôn sao kịp. Đó mình thả nó ra ngoài vậy đó, con nào chết thì bắt lại, con nào sống thì nó đi. Cái này mình vừa có lợi cho mình mà vừa có lợi cho nó nữa. Chứ không phải nói tôi thấy lợi gì tôi bắt về cho ba ăn, mà không phải đâu. Tôi bắt ba ăn, tôi bắt hết rồi tôi cần gì tôi lên tiếng tôi quay phim vậy mới công. Tôi nuôi ba thì nuôi chứ thấy cảnh này cũng phải giải cứu một cái đi. Rồi sau đó tính sao, tính tiếp. Sau này gặp lại tính sao. Cá này biết sống nổi không đây, không biết. Thử coi. Cho vô mé nằm coi. Chữ này là nốt. Cá chết thì nhiều mà cá sống thì ít mọi người. Cá sống thì ít lắm anh em ơi. Kệ sống được nhiêu thì nên nhiêu đi. Đi từ cái chỗ mà nó bị mắc kẹt là tới chỗ cái đìa này là khoảng cái chừng 200 thước á, chạy miết lại mất thở mất than chứ. Rồi video đây tạm ngưng anh em ơi, tôi cũng đi thăm câu một chuyến nữa.